Hôm nay bạn Thịnh xin hướng dẫn các bạn vẽ một cành hoa cẩm chướng trên bánh thạch rau câu. Về phần dụng cụ gồm có ống xi len, một bộ kim thiết kế vẽ hoa cẩm chướng gồm có hai kim, một kim nhỏ và một kim lớn. Các bạn có thể tìm trong bộ kim của nhà mình những cái kim sao cho cái đầu nó có hình răng cưa, một kim cánh cúc đầu cong để vẽ lá, một cái muỗng để múc thạch thừa. Múc cục hôm nay Hoàng Thịnh sẽ vẽ hai cái hoa chính diện, một cái hoa nghiêng ở phía trên, phần còn lại Hoàng Thịnh sẽ vẽ lá và những cái nụ. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Xác định đây là hai bông hoa, chúng ta vẽ bông hoa thứ nhất. Trước tiên các bạn dùng cái kim nhỏ các bạn vẽ từ tâm. Những cánh hoa này có thể chồng lên nhau. Những lớp cánh ở bên trong các bạn cứ việc vẽ lung tung vì nó xếp không có thứ tự. Tiếp tục các bạn thay kim, đây là cái kim lớn, các bạn ngửa kim ra và cũng xen kẽ những lớp cánh vừa vẽ, các bạn vẽ những lớp cánh kế tiếp. Những lớp cánh cũng không theo một cái trình tự nào hết, các bạn cứ vẽ lung tung. Đôi khi các bạn cũng lật úp cái cánh lại để vẽ những cái cánh. Các bạn đi nhiều lớp để cái hoa ra được dày hơn. Những cánh hoa ở lớp sau các bạn cũng không cần phải cho dài hơn như mọi khi chúng ta đã vẽ những cái hoa khác. Các bạn chỉ cần tới những cái mức mà các bạn hồi nãy chuẩn bị là cái bông hoa nó nở tới cái lớn mà thôi. Các bạn dùng một cái kim y tế, các bạn vẽ cho mình một cái chữ gần như là chữ V. Sau đó các bạn dùng một cây tỉa.
mình khoét để mình tạo đây là một cái đài. Ở cánh hoa thứ hai, sau khi các bạn tạo một cái đài, các bạn cũng vẽ cho mình đây là lớp ở phía trong. Những cánh hoa đang xen vào nhau vẫn ôm khít vào nhau và rất là lung tung. Các bạn cũng có thể dùng kim y tế để vẽ những cái bức. Các bạn vẽ cái đầu nó hơi dúng một chút. Các bạn dùng kim y tế xong, các bạn dùng tiếp tới cái kim cánh cúc, các bạn ngửa đầu kim lên để vẽ những cái lá. Sẻ của Hoàng Thịnh đến đây cũng đã hết. Hoàng Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Hoàng Thịnh. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Thân ái, chào tạm biệt.